Về với làng quê, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh. Bây giờ đã là 5 giờ rồi anh em ạ. 6 giờ, xin lỗi nhé, 6 giờ tối. Và tôi đang đứng ở trên đỉnh đồi này. Đấy, phía xa xa kia là làng của tôi nhá. Đấy, phía này, đấy, làng tôi ở phía này. Đấy, anh em thấy cảnh đẹp chưa? Phải nói là cực đẹp luôn nhá. Đấy, còn phía trước mặt tôi đây là keo này, ruộng keo nhà tôi. Thì chiều hôm nay vừa đi làm cỏ keo xong anh em ạ. Cho đó hôm nay làm một bữa, một mâm hoa quả để ăn ngay trên ruộng để liên hoan cái công việc đã hoàn thành nhá. Đây, để tôi giới thiệu cái mâm hoa quả cho anh em có thể xem này. Tên 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 tên. Đấy nha anh em nhá. Mâm hoa quả thì gồm có đây, gồm có cam này, cóc này, đây là cóc nhá, đây là chanh. Và bây giờ sẽ thái hoa quả cho vào trong ống nữa nhá, để ăn nhá. Gọi là hoa quả nồm ống nứa đi. Đấy, hoa quả lắc ống nứa. Còn đây là muối nhá, kia là một chai nước. Bây giờ sẽ làm món hoa quả lắc ống nứa, ăn ngay tại ruộng nhá. Đây, cho cái camera nó xuống một tí. Ok. Thì anh em nhớ bấm nút like này, nút đăng ký và nút bình luận để ủng hộ cho kênh của tôi nhá. Đây, phía dưới xa xa này là cảnh đồng quê này. Đấy, làng của tôi ở dưới này. Đẹp chưa? Hàng cây xanh thắm màu trên con đường màu xanh. Ở trên núi này nó dốc ấy, cho đồ cái chỗ ngồi nó hơi khó nhá. Đấy, còn bây giờ sẽ cho vào trong này. Đây, đây là cóc này. Đấy, cóc này chảy miếng bé bé ra nhá, cho vào trong này luôn. Úi trời ơi, rơi ra ngoài à. Cho vào luôn, cho vào luôn. Mình cho vào đây, sau đấy lắc muối nhá. Muối ớt, lắc muối ớt thế là ăn thôi. Thì không biết nhiều nơi anh em như thế nào, chứ con quê tôi thì bây giờ trên đồi chủ yếu trồng keo hoặc là trồng tràm nhá. Ngon. Tiếp đến là chanh nè. Đấy, cho chanh vào nha. Rồi ơi, chanh này to quá. Đây, cho vào. Đấy, đấy. Tất cả những thứ này đều là nhà tôi trồng được nhá. Cả cóc này, cả bưởi này, à cả chanh này, cả cam này, đều là nhà trồng được. Thấy, cho hết trái chanh luôn nhá. Ui, một trái chanh, một trái chanh. Cái này chua lắm đấy anh em ạ. Rồi, cho thêm một trái cóc vào nữa. Cóc này là sắp chín rồi này, nó bắt đầu ngon rồi. Đấy anh em xem này, nó chuyển sang màu vàng rồi nhá. Cho vào đây. 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 Ui dồi, ui dồi. Sắp đây rồi anh em ạ. Sắp đây rồi, sắp đây rồi. Bây giờ sẽ cho trái cam này vào nhá. Đây này anh em này. Cam thì phải gọt vỏ đi nhá. Cho thêm trái cam này vào nữa.
Ok. Đấy. Đấy. Đấy nhá. Đây một cái này luôn nhá. Được một cái ống nửa này đây luôn. Còn bây giờ sẽ cho muối vào. Cái cách này mà hồi bé, anh em nào mà hồi bé, đây, hồi bé chúng ta hay đi đi chơi ấy, hay làm cái cách này để ăn lắm. Bọn tôi hồi bé cũng thế, suốt ngày là ăn cái kiểu này. Đây. Đấy, anh em nghe tiếng chưa? Úi trời ơi, rơi mất một miếng rồi. Đấy, gọi là... cái này gọi là sóc lò nhá. Hoa quả sóc ống nữa. Hồi bé mà cứ đi chơi ấy, cứ có quả gì mà chua là cho vào đây hết. Bất kỳ trái gì mà có vị chua là cho vào đây ăn hết. Ăn được là ăn hết nhá. Đấy, úi trời, lại rơi ra một miếng nữa rồi anh em. Chết thế nhỉ. Vừa rồi tôi cho hơi nhiều muối đấy. Xem nào. Thiếu ớt anh em ạ. Thiếu ớt. Đây này. Mời anh em nhá. Ngon. Thật là khi ta ăn ở quán ấy nó cũng ngon, nhưng mà vì cảm giác của con người ấy cảm thấy không ngon bằng khi ta ăn ở khi ta đi làm nhá. Khi đi làm như thế này này, đấy, có một trái mít, trái bưởi, trái cam gì ăn nó có cảm giác cực kỳ ngon luôn. Đây anh em, đây này, đây, thấy chưa? Vừa ăn vừa ngắm cảnh làng quê nha, cực đẹp luôn, quá tuyệt vời. Đây, để tôi chuyển cái hướng ngồi nhá, cho anh em có thể dễ theo dõi hơn. Đấy, cho camera lên đây. Cái vị chua của chanh này, của cóc này, của cam nó trộn lẫn vào nhau nhá. Ăn nó có cái sự tổng hợp mùi vị á, ngon cực kỳ luôn. Đấy. Dưới này toàn chanh á. Để tôi thêm một ít cam vào. Ít cam rồi. Đấy. Cho một ít cóc vào đây. Đáng lẽ vừa rồi tôi phải bỏ lần lượt từng thứ nó trộn lẫn với nhau ấy thì ăn nó ngon hơn nhá. Đây tôi bỏ cóc riêng rồi, chanh riêng rồi, cam riêng. Lần này bỏ các thứ lần lộn với nhau ấy, xem cảm giác nó thế nào nhá. Cọc.
đây này, mua để ăn cho anh em thèm này. Đấy, sát vách camera luôn nhá. Đây, bây giờ bắt đầu lấy ra này. Đấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đây là cam này. Không có nước anh em ạ. Wow. Wow, camera hơi tối. Phải nói rằng cảm giác quá đà luôn. Wow, còn nhiều lắm anh em. Đây 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 nè. Đấy. Đấy. Vừa ăn vừa ngắm cảnh nhá. Vẫn ống này đây cơ mà. Còn video xin tạm thời kết thúc tại đây nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bây giờ thì mặt trời đã xuống núi rồi này. Đây mặt trời đây này này. Đấy. Tôi vừa xong công việc thì bây giờ sẽ trở về nhá. Một lần nữa chào anh em, còn cái thủ hoa quả này sẽ giải quyết nốt nhá.